chứ thì em chưa đến được. À, tổ chức ở Nhật. Daido Gi World Cup Suzuka 2016. Đây có thể nói là một cái buổi lễ hội tập kỹ, các quốc gia tập hợp ở đây để mà họ thi thố với nhau. Đây là tổ chức lần thứ 25 rồi các bạn ạ. Thank you.